Xin chào các em. Trong văn học trung đại, nếu như ở thế kỷ 15 thì chúng ta tìm hiểu về tác giả Nguyễn Trãi như là một tác giả xuất sắc nhất, thì đến thế kỷ 16 chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu về hai tác giả tiêu biểu, đó là tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm và tác giả Nguyễn Dữ. Tác giả Nguyễn Dữ được xem là người đầu tiên đã đưa thuật ngữ truyền kỳ vào văn học Việt Nam. Sau tác giả Nguyễn Dữ thì có nhiều tác giả cũng sáng tác ở thể loại này. Nhưng có thể khẳng định rằng tác giả Nguyễn Dữ là tác giả xuất sắc nhất ở thể loại truyền kỳ. Tập truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ gồm 20 truyện, được đánh giá là thiên cổ kỳ bút, được đánh giá là mẫu mực của thể loại truyền kỳ. Hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu một trong 20 truyện trong tập truyện truyền kỳ Mạn Lục đó, đó là truyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên. Và để đi vào tìm hiểu nội dung của tác phẩm này thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái kiến thức nền tảng cơ sở đầu tiên, đó là tìm hiểu về tác giả và về tác phẩm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần 15 hã, tiểu dẫn. Một nhỏ về tác giả Nguyễn Dữ. A nhỏ, cuộc đời. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả ở hai ý lớn là cuộc đời và sự nghiệp sáng tác. Về cuộc đời tác giả Nguyễn Dữ thì thứ nhất là về năm sinh năm mất thì cho đến bây giờ không còn giữ lại những cái tài liệu chính xác, nhưng chỉ biết rằng tác giả sống ở thế kỷ 16. Sống khoảng thế kỷ 16. Thứ hai, về quê quán. Về quê quán của tác giả Nguyễn Dữ thì tác giả là người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Nay thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Tác giả, tên tác giả có người đọc là Nguyễn Tự. Và có một số tài liệu thì khẳng định rằng tên tác giả chính thức là Nguyễn Dư. Nhưng rồi sau đó thì trong cái quá trình mà lưu truyền thì người ta lại quen đọc là Nguyễn Dữ. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cứ tuân thủ theo cái tài liệu mà chính thống nhất, thì chúng ta vẫn cứ gọi tên tác giả là Nguyễn Dữ. Thứ ba, chúng ta sẽ nhớ về tác giả ở cái hoàn cảnh xuất thân. Tác giả xuất thân trong một gia đình khoa bảng. Trong gia đình khoa bảng. Thế nào là gia đình khoa bảng? Thì cha của Nguyễn Dữ đã từng đỗ tiến sĩ dưới thời vua Lê Thánh Tông. Như vậy là có một cái nền tảng, có một cái bề thế của truyền thống gia đình, là cái nôi để tác giả có những cái cơ hội để được rèn giũa và được phát huy năng lực của mình. Và một cái điều nữa chúng ta cần lưu ý về tác giả, đó là Nguyễn Dữ từng là học trò giỏi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Là học trò giỏi của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và chính vì vậy cho nên tác giả Nguyễn Dữ đã từng đi thi và đỗ Hương Tiến. Đỗ Hương Tiến tương đương với cử nhân, cử nhân ngày nay. Và sau khi đỗ Hương Tiến thì Nguyễn Dữ đã ra làm quan. Nhưng chỉ làm quan trong một thời gian rất ngắn, trong vòng khoảng gần một năm thì tác giả đã từ quan, ra làm quan một thời gian ngắn.
Sau đó, vì bất đắc chí với thời cuộc, cho nên Nguyễn Dữ đã tử quan. Về ở ẩn tại Thanh Hóa, lấy cớ là phụng dưỡng mẹ già và hầu như không bao giờ quay lại cái chốn đô thành nữa. Và chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái phần thứ hai, phần B về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Dữ. Thì cho đến nay tác giả Nguyễn Dữ, cái tác phẩm để lại Nguyễn Dữ ấy, thì chỉ tìm thấy cái bộ Truyền Kỳ Mạn Lục. Chúng ta cũng chỉ ghi sự nghiệp sáng tác là để lại tập truyện Truyền Kỳ Mạn Lục. Truyền Kỳ Mạn Lục nghĩa là ghi chép tản mạn về những chuyện kỳ lạ lưu truyền trong dân gian. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Hai nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu, giới thiệu một chút về tác phẩm này. Thứ nhất là chúng ta sẽ giới thiệu về thể loại. Và thị thứ nhất, thể loại truyền kỳ. Cô sẽ nói kỹ một chút về cái phần tác phẩm này để các em có những cái kiến thức, có những tư liệu để các em có thể ứng dụng để viết bài văn thuyết minh về tác giả tác phẩm văn học. Ở thể loại truyền kỳ thì các em sẽ nhớ cho cô, thứ nhất là về khái niệm. Các em sẽ theo dõi sách giáo khoa để ghi nhớ khái niệm về chuyện truyền kỳ. Truyền kỳ là một thể văn xuôi tự sự thời trung đại, phản ánh hiện thực qua những yếu tố kỳ lạ, hoang đường. Truyền kỳ là thể văn xuôi tự sự thời trung đại. Phản ánh hiện thực qua những yếu tố kỳ lạ, hoang đường. Và từ khái niệm về thể loại truyền kỳ này thì chúng ta có thể nêu sang cái ý thứ hai là đặc trưng của thể loại truyền kỳ. Như vậy từ khái niệm ta thấy nổi bật lên hai đặc trưng cơ bản của thể loại truyền kỳ. Cái đặc trưng thứ nhất là trong chuyện truyền kỳ thì thế giới con người và thế giới cõi âm với những thánh thần ma quỷ có sự tương giao. Đó chính là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của thể loại này. Như vậy các em sẽ ghi cái đặc trưng thứ nhất là thế giới con người và thế giới cõi âm với những thánh thần ma quỷ có sự tương giao. Mà khi đọc chuyện chức phán sự đền bản viên thì các em sẽ thấy những cái điều này rất là rõ nét. Cái đặc trưng thứ hai, đây chính là những yếu tố kỳ lạ hoang đường này, là thế giới con người, thế giới cõi âm với những thánh thần ma quỷ có sự tương giao. Và nó đã tạo nên cái sức hấp dẫn đặc biệt của thể loại này. Một cái đặc trưng thứ hai là khi mà chúng ta bóc đi cái lớp kỳ lạ hoang đường ấy, đằng sau những cái chi tiết phi hiện thực ấy thì người ta sẽ tìm thấy được cái cốt lõi ở đó. Đó chính là hiện thực xã hội cũng như là những cái quan niệm của tác giả được gửi gắm ở trong đó. Vậy thì cái đặc trưng thứ hai các em thể ghi lại như thế này là
đằng sau những yếu tố kỳ lạ hoang đường. Là cốt lõi của hiện thực. Và quan niệm, thái độ của tác giả. Thì đây là những cái nét cơ bản nhất về thể loại truyền kỳ. Chúng ta cũng sang cái ý thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về xuất xứ của truyện chức phán sự Đền Tản Viên. Xuất xứ thì như chúng ta đã biết, truyện chức phán sự Đền Tản Viên là một trong 20 truyện ngắn nằm trong tập truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Xuất xứ nằm trong tập truyền kỳ Mạn Lục. Và chúng ta sẽ dừng lại giới thiệu một chút về tập truyền kỳ Mạn Lục này. Truyền kỳ Mạn Lục là một cái tập truyện gồm 20 truyện ngắn ra đời vào nửa đầu thế kỷ 16. Ý thứ nhất là gồm 20 truyện ngắn. Ra đời vào nửa đầu của thế kỷ 16. Các em cũng sẽ nhớ cái ý thứ hai về thể loại truyền kỳ này, đó chính là những cái nội dung cơ bản của tập truyện gồm 20 truyện, nhưng mà xuyên suốt 20 truyện ấy thì nó sẽ xoay quanh những cái nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là vạch trần phê phán. Cô sẽ ghi các cái nội dung sang bên này cho các em dễ nhìn. Thứ nhất là vạch trần phê phán. Những tệ trạng của xã hội đương thời. Những tệ trạng của xã hội phong kiến. Của xã hội phong kiến đương thời. Nội dung thứ hai, đó là tác giả thể hiện cái sự đồng cảm, thương xót trước những cái số phận bi thảm của những con người nhỏ bé trong xã hội, trước những bi kịch tình yêu mà thiệt thòi thường rơi vào người phụ nữ. Thể hiện cái sự đồng cảm, thương xót. Với số phận bi thảm. Của con người nhỏ bé trong xã hội. Và trước những bi kịch tình yêu. Với những bi kịch tình yêu. Mà thiệt thòi thì thường rơi vào người phụ nữ. Thường rơi vào người phụ nữ. Với cái nội dung thứ ba cũng được thể hiện xuyên suốt 20 truyện ngắn này, đó là tác giả cũng thể hiện tinh thần dân tộc. Thể hiện tinh thần dân tộc. Bộc lộ niềm tự hào về nhân tài văn hóa nước Việt. Nhân tài văn hóa nước Việt. Đề cao đạo đức nhân hậu thủy chung và khẳng định cái quan điểm sống lánh đục về trong của lớp trí thức ẩn dật đương thời. Đề cao đạo đức nhân hậu thủy chung.
và khẳng định quan điểm sống. Lánh đục về trong. Của cái giới trí thức ẩn dật đương thời. Trong đó có tác giả vì bất đắc chí với thời cuộc mà lui về ở ẩn, nhưng mà luôn luôn thể hiện rõ một quan điểm sống lánh đục về trong. Thì đây là ba cái nội dung cơ bản trong tập truyện Truyền Kỳ Mạn Lục. Chúng ta cũng tìm hiểu cái ý thứ ba trong cái tập truyện Truyền Kỳ Mạn Lục này, đó chính là nghệ thuật. Cái điểm đặc sắc về nghệ thuật, cái điểm nổi bật về nghệ thuật của tập truyện này, nó nằm ở chỗ là đây là mẫu mực của thể loại truyền kỳ. Mẫu mực của thể loại truyền kỳ. Và cái mẫu mực của thể loại truyền kỳ ấy, nó cũng sẽ được thể hiện ở chỗ là tuy tác giả chỉ khiêm tốn đặt tên cho tác phẩm của mình là ghi chép tản mạn về những chuyện kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian. Truyền kỳ Mạn Lục mà, ghi chép tản mạn về những chuyện kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian. Nhưng thực tế nó ở trong đó ấy, ở trong tác phẩm này ấy, nó có rất nhiều cái sự gia công gọt rũa của tác giả. Đó là cái sự gia công gọt rũa rất là kỳ công, rất là sáng tạo của tác giả. Thế thì các em nhớ là có cái sự gia công gọt rũa sáng tạo của tác giả, chứ không chỉ đơn thuần là ghi chép tản mạn những chuyện kỳ lạ lưu truyền trong dân gian. Vì quả thực trong tập truyện này thì có một cái phần lớn là tác giả đã chịu ảnh hưởng của một cái tập truyện truyền kỳ bên Trung Quốc, đó là Tiễn Đăng Tân Thoại của tác giả Cù Hựu ở thế kỷ 14. Nó cũng ảnh hưởng nhiều của các cái chuyện dân gian. Ví dụ như là chuyện Người Con Gái Năm Xương mà các em đã học ở lớp 9 ấy, thì nó lấy tích từ cái chuyện là Vợ Chàng Trương. Thì như vậy là tác giả là có cái chuyện là ghi chép những chuyện tản mạn dân gian thật, nhưng không phải là sự ghi chép đơn thuần, mà tác giả đã viết lại và thể hiện cái sự sáng tạo, cái tài năng nghệ thuật của mình ở trong đó. Và nhờ vậy thì những tác phẩm đó mới có chỗ đứng và mới được lưu truyền rộng rãi. Thì đó phải là nói về cái thành công của tác giả, đóng góp của tác giả Nguyễn Dữ. Và với những cái đặc sắc về nội dung và nghệ thuật như chúng ta vừa tìm hiểu, thì tác phẩm này được Vũ Khâm Lân ở thế kỷ 17 khen tặng là thiên cổ kỳ bút. Và tác phẩm này đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, được đánh giá cao trong số các tác phẩm truyền kỳ ở các nước đồng văn. Thì đấy là cái giá trị có thể khẳng định về cái tầm vóc của tác phẩm này, cũng như là tầm vóc của tác giả Nguyễn Dữ trong văn học trung đại, trong văn học thế kỷ thứ 16 ở Việt Nam, và thậm chí là ở cả trong cái tương quan với cả các nước khác nữa. Và chúng ta sẽ tìm hiểu một cái ý cuối cùng về tác phẩm này. Chúng ta sang phần hoa thị thứ ba. Hoa thị thứ ba là bố cục. Và cô mặc định là các em đã đọc truyện rồi. Và đọc truyện rồi thì các em sẽ thấy bố cục của tác phẩm này sẽ chia làm 4 phần. Phần 1, các em có thể đánh dấu vào sách giáo khoa. Phần 1 là từ Ngô Tử Văn tên là Soạn, tức là từ đầu, cho đến Nhưng Chàng Vẫn Vung Tay Không Cần Gì Cả. Đây là cái đoạn đầu tiên. Và nội dung của toàn bộ phần 1 này là tái hiện sự kiện Ngô Tử Văn đốt đền tên tướng giặc họ Thôi. Các em ghi lại cho cô, Ngô Tử Văn đốt đền tên tướng giặc họ Thôi. Phần 2, tiếp theo, từ đốt đền xong chàng về nhà, vân vân, cho đến chỗ nếu không như thế thì tôi đến vùi lấp trọn đời mà thầy cũng khó lòng thoát nạn. Và nội dung của phần 2 này đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với tên giặc họ Thôi, tên tướng giặc họ Thôi, và cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với vị thổ công. Như vậy đây là có hai cuộc gặp gỡ. Đấy, phần 2 là cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với tên tướng giặc họ Thôi và
với vị thổ công nước Việt. Phần 3 là phần tiếp theo, từ chỗ Tử Văn vâng lời đến đêm bệnh càng nặng thêm, vân vân. Cho đến còn ngôi mộ của tên tướng giặc kia thì tự dưng bị thấy bị bật tung lên, hải cốt tan tành ra như cám vậy. Và nội dung phần 3 chính là cái cuộc đấu tranh giành công lý của Tử Văn ở âm cung. Cô nhắc lại, các em ghi lại là cuộc đấu tranh giành công lý của Tử Văn ở âm cung. Và phần thứ tư, phần cuối cùng còn lại, đó chính là sự kiện Ngô Tử Văn được tiến cử giữ chức phán sự đền Bản Viên. Và giữ chức phán sự đền Bản Viên, ở đây các em phải theo dõi cái chú thích đầu tiên. Chức phán sự là suy xét sự tình, là chức quan coi việc xử án ngày xưa. Như vậy, Ngô Tử Văn được đề cử cái chức là coi cái việc xử án, tức là giúp việc cho người xử án và góp phần để tạo nên cái sự công bằng trong cái việc xử án này. Thì đấy là toàn bộ bố cục của cái bài, của cái chuyện chức phán sự đền Bản Viên này. Chúng ta có thể dựa vào bố cục này để chúng ta có thể tóm tắt chuyện một cách đầy đủ nhất. Và chúng ta cũng dựa vào cái bố cục này để đi vào tìm hiểu tác phẩm. Từ cái kiến thức của phần tiểu dẫn vừa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, tìm hiểu tác phẩm. Trong cái phần tìm hiểu tác phẩm này thì chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết là về nhân vật Ngô Tử Văn một nhỏ. Và về nhân vật Ngô Tử Văn thì chúng ta tìm hiểu trước hết là tìm hiểu về sự xuất hiện gián tiếp của nhân vật. Trước khi xuất hiện trực tiếp thì tác giả đã để cho nhân vật xuất hiện gián tiếp. Xuất hiện gián tiếp ở phần mở đầu của câu chuyện này. Và xuất hiện gián tiếp trước hết là qua lời giới thiệu của tác giả. Và thứ hai là qua lời nhận xét của những người sống cùng thời với Tử Văn. Và các em thể ghi lại cho cô. Xuất hiện sự xuất hiện gián tiếp ở phần mở đầu của tác phẩm. Ở phần mở đầu của câu chuyện. Và xuất hiện gián tiếp trước hết là qua lời giới thiệu của tác giả. Các em sẽ tìm cho cô cái câu giới thiệu của tác giả về nhân vật. Và các em sẽ ghi lại dẫn chứng này. Ghi lại dẫn chứng, những dẫn chứng để trong ngoặc kép. Khi ghi lại đồng thời các em cũng phải học thuộc dẫn chứng luôn. Chàng vốn khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Vốn khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Như vậy chúng ta đã thấy được những cái điểm nổi bật ở nhân vật này. Khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Và không chỉ xuất hiện qua lời giới thiệu của tác giả, mà nhân vật còn xuất hiện qua lời nhận xét của những người cùng thời. Và các em cũng tìm luôn cho cô cái dẫn chứng này. Của những người cùng thời. Dẫn chứng ở liền ngay sau đó. Vùng Bắc, đây chính là nơi mà Ngô Tử Văn sinh sống. Người ta vẫn khen là một người cương trực. Nào, vùng Bắc, người ta vẫn khen là một người cương trực. Cô viết tắt. Thì đây là những cái ấn tượng đầu tiên về nhân vật, những cái nhận xét khái quát về nhân vật. Và sau cái phần xuất hiện gián tiếp này thì
nhân vật sẽ xuất hiện trực tiếp. Đây là tạo cái ấn tượng về nhân vật đây này. Tất cả những lời nhận xét này đã tạo những cái ấn tượng về nhân vật. Sau đó thì nhân vật xuất hiện trực tiếp sang phần B. Xuất hiện trực tiếp. Không chỉ là những cái lời giới thiệu, nhận xét, đánh giá nữa, mà nhân vật sẽ tự thể hiện mình thông qua ngôn ngữ, cử chỉ và hành động. Xuất hiện trực tiếp qua ngôn ngữ, cử chỉ và hành động. Nó giống như là cái sự minh chứng cho những cái lời nhận xét ở trên. Minh chứng cho cái lời giới thiệu và nhận xét ở trên. Thế thì nhân vật sẽ xuất hiện trực tiếp qua các cái sự kiện cụ thể. Sự kiện đầu tiên đó chính là sự kiện Ngô Tử Văn đốt đèn. Thứ nhất là thông qua cái sự kiện đốt đèn của tên tướng giặc. Và gắn với mỗi sự kiện thì chúng ta sẽ đi theo cái quy trình phân tích như sau. Trước hết là chúng ta sẽ tóm lược lại sự kiện, tóm lược lại một cách ngắn gọn. Và sau khi tóm lược lại sự kiện thì từ đó là cơ sở để chúng ta sẽ nhìn ra những cái đặc điểm phẩm chất của Ngô Tử Văn như thế nào. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ tóm lược lại cái sự kiện này. Cái sự kiện diễn ra, tái hiện lại sự kiện, tóm tắt, tái hiện một cách tóm tắt. Tái hiện sự kiện đấy là có một cái tên tướng giặc gọi là Bách Hộ họ Thôi. Bách Hộ là chức quan võ chỉ huy 100 quân. Họ Thôi đây là tên tướng giặc binh đã sang xâm lược nước ta vào cuối thời nhà Hồ. Và tên giặc này đã bị tử trận tại gần đền miếu của vị thổ công nước Việt. Và hắn đã cướp đền của vị thổ công này, rồi tác oai, tác quái trong dân gian, khiến cho nhân dân phải chịu rất nhiều khốn khổ, oan ức. Và trước cái sự kiện ấy thì Ngô Tử Văn đã đốt đèn, châm lửa đốt đèn để tiêu trừ thảm họa cho nhân dân. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi lại cái sự kiện này là vào cuối đời nhà Hồ. Mà nhà Hồ thì tồn tại trong vòng có 7 năm thôi, từ 1400 đến 1407. Vào cuối đời nhà Hồ thì có tên Bách Hộ họ Thôi. Bách Hộ họ Thôi, các em có thể bật đơn ra để giải thích. Đây là một tên tướng giặc, ở đây là giữ chức quan võ chỉ huy 100 quân. Ghi rõ như thế, tướng giặc giữ cái chức quan võ chỉ huy 100 quân. Tên Bách Hộ họ Thôi của nhà Minh, giặc Minh đây, đã tử trận ở gần đền thờ của vị thổ công. Và hắn đã cướp cái ngôi đền này làm yêu làm quái trong dân gian. Đã cướp đền làm yêu làm quái trong dân gian. Gây nhũng nhiễu và mang đến cái sự phiền phức cho nhân dân. Vì vậy, cho nên Tử Văn
đã châm lửa đốt đèn. Ngôi đền mà tên tướng giặc họ Thôi này đang cư ngụ. Và thông qua sự kiện này thì chúng ta sẽ đánh giá về nhân vật Tử Văn. Qua đây chúng ta sẽ đánh giá về nhân vật Tử Văn. Và thông qua sự kiện này thì các em thấy Tử Văn là người như thế nào? Trước hết chúng ta phải thấy rằng đây là một con người rất dũng cảm. Cái đánh giá đầu tiên của các em, đây là một hành động dũng cảm. Và chúng ta chứng minh cái sự dũng cảm này, tất nhiên là chúng ta phải bám vào những cái chi tiết cụ thể trong văn bản. Chúng ta chứng minh cái sự dũng cảm của Tử Văn thể hiện ở chỗ là trong khi tất cả mọi người ai cũng lắc đầu lè lưỡi, can ngăn rồi lo sợ cho Tử Văn, ai cũng thấy lo sợ, nhưng riêng chàng là cái người trong cuộc thì vung tay không cần gì cả, rất là dứt khoát, bất chấp. Bởi vì đây là việc nghĩa không thể không làm. Và chàng cũng không hề sợ hãi gì hết. Thì đấy chính là minh chứng cho sự dũng cảm. Các em thể chứng minh lại khi cụ thể hơn, khi rõ ra để chứng minh sự dũng cảm này. Là trong khi tất cả mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ cho chàng, lo sợ cho Tử Văn, cô biết tắt tên Tử Văn, thì chàng vẫn vung tay không cần gì cả. Vung tay không cần gì cả. Bởi vì sao? Vung tay không cần gì cả. Vì đó là việc nghĩa không thể không làm. Bởi vì chàng rất là bất bình, tức giận trước cái hành động tác yêu tác quái của tên tướng giặc họ Thôi này. Thì như vậy đầu tiên chúng ta thấy đây là một hành động dũng cảm. Cái nhận xét đầu tiên về Tử Văn, đấy là sự dũng cảm. Chúng ta sẽ có một cái đánh giá thứ hai. Có cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng đây có phải là biểu hiện của cái sự hung hăng liều lĩnh hay không? Có phải là biểu hiện của sự hung hăng liều lĩnh hay không? Thế thì chúng ta cũng phải trả lời luôn. Các em có thể tự đánh giá được thông qua cái việc mà các em đọc cái sự kiện này một cách rất là chi tiết. Thì các em sẽ thấy rằng đây không phải là biểu hiện của sự hung hăng liều lĩnh nhất thời. Bởi vì sao? Nếu là hung hăng liều lĩnh nhất thời thì tức giận rồi châm lửa đốt đèn luôn. Nhưng Tử Văn để đi đến cái hành động châm lửa đốt đèn ấy, chúng ta thấy có cả một cái quá trình chuẩn bị. Chàng tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi mới châm lửa đốt đèn. Có một sự chuẩn bị. Và cái tắm rửa sạch sẽ khấn trời ấy, nó thể hiện rằng Tử Văn rất tin tưởng vào hành động chính nghĩa của mình, chứ không phải là hung hăng liều lĩnh nhất thời đâu. Và cái việc khấn trời cũng thể hiện rằng Tử Văn đang mong muốn có được cái sự trợ giúp, đúng không nào? Cái sự phù trợ của các cái đấng linh thiêng. Nào, như vậy chúng ta sẽ đánh giá thứ hai. Đây không phải là hành động hung hăng liều lĩnh nhất thời. Hung hăng liều lĩnh nhất thời. Và chúng ta hay gọi là ở đây gọi là cái sự nông nổi đấy, thì không phải, với Tử Văn không phải. Bởi vì sao? Bởi vì
Ngô Tử Văn có cái sự chuẩn bị chu đáo trước khi đốt đèn. Và cả em sẽ ghi lại cái dẫn chứng về sự chuẩn bị chu đáo này. Đấy là tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đèn. Tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi mới châm lửa đốt đèn. Đúng nào? Và qua cái hành động này thì chúng ta còn thấy được, thấy được gì đây? Tử Văn rất là tin tưởng vào cái hành động chính nghĩa của mình. Tin tưởng vào hành động của mình là chính nghĩa. Và ở đây, Tử Văn cũng thể hiện cái sự gì đây? Thể hiện cái sự mong muốn nhận được cái sự phù trợ từ phía thần linh. Đấy, cho nên có cái chuẩn bị như này thì không phải là nông nổi, không phải là nhất thời đâu. Nó không phải là hung hăng, không phải là liều lĩnh. Và chúng ta cũng phải có một cái đánh giá thứ ba về cái hành động châm lửa đốt đèn này. Trong sách giáo khoa của các em thì có một cái câu hỏi đặt ra. Việc làm của Tử Văn có phải là có cái ý nghĩa thể hiện quan điểm và thái độ của người trí thức muốn đả phá sự mê tín thần linh của quần chúng bình dân hay không? Tức là có cái ở đây là có cái câu hỏi trắc nghiệm đấy, thì nó có cái ý trắc nghiệm như vậy. Thì ở đây cũng phải khẳng định rằng đây không phải là hành động đả phá, bài trừ mê tín dị đoan. Bởi vì cái dẫn chứng thứ hai ấy, nó cũng là minh chứng rồi. Châm lửa đốt đèn, nhưng trước khi châm lửa đốt đèn thì đã tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi mới đốt đèn. Vậy thì ở đây không phải là đả phá mê tín dị đoan, mà chỉ là gì thôi? Là muốn hủy hoại cái nơi thờ cúng, cái nơi nương tựa của một vị thần ác, của cái tên, của hồn ma tên tướng giặc kia thôi, chứ không phải là bài trừ mê tín dị đoan. À, vậy cái đánh giá thứ ba, đây cũng không phải là hành động đả phá, bài trừ mê tín dị đoan. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì Tử Văn vẫn tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi mới đốt đèn, mà chỉ là cái sự trừng trị đối đầu với kẻ ác, mà hồn ma tên tướng giặc là đại diện cho kẻ ác chứ không phải là đại diện cho thần linh. Đấy, như vậy chúng ta có ba cái đánh giá về Tử Văn qua cái sự kiện chàng châm lửa đốt đèn. Thứ nhất là một cái người rất dũng cảm, thứ hai không phải là hung hăng liều lĩnh nhất thời, và thứ ba không phải là đả phá bài trừ mê tín dị đoan.